はい、と申します。まえちゃん、まえちゃん、恋人はいますか？まだいません。彼女はいますか？こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議な冒険で叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。アンアンアン、とっても大好きドラえもん。イエーイ、ありがとう。thực ra thì chúng ta có lúc chán nản đúng không nào? Thì bây giờ mình nói chuyện một chút để tăng lên cái động lực, lấy lại cái động lực tinh thần học tập cho các bạn một chút. Còn là gì cái thành công thôi. Một con đường đi thành công ấy, thì nó rất dài, rất xa, rất vất vả. Không có con đường nào thành công nó ngắn một con đường này được nhá. Và để đi hết con đường này, chẳng hạn như con đường này có đích đến là gì nhỉ? Chinh phục tiếng Nhật, con đường này, con đường chinh phục tiếng Nhật đi. Đích đến của nó này. Khi mà chúng ta thì nói chuyện được với người Nhật một cách trôi chảy rồi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta đi làm chinh phục tiếng Nhật thì khi đó chúng ta thành công, đúng không nào? Và để đi đến thành công đó thì chúng ta phải sử dụng 10.000 giờ để đi đến đó. Đây là con số gì nhỉ? Con số vàng để thực hiện bất kỳ một business, cái gì mình muốn làm đó cần phải mất ngần này thời gian nhé, 10.000 giờ. Các nhà khoa học trên thế giới đều chứng minh là như thế rồi. Vậy thì nếu mà chúng ta mỗi ngày chúng ta chỉ học tiếng Nhật 1 giờ thôi thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu ngày? 10.000 ngày tính ra là 27 năm đấy. Thấy không? Thế là chúng ta phải làm thế nào để rút ngắn nó đi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ học 10 giờ một ngày sẽ còn bao nhiêu? 2,7 năm đúng không? 2,7 năm. Nhưng mà chúng ta học kiểu 5 tiếng thì nó sẽ gấp đôi. Thế nhỉ? 5 đến 6 năm. Thế nào? Thế nên là gì nhỉ? Khi mà chúng ta học tiếng Nhật á, thì chúng ta cảm thấy chán nản nhỉ? Thì chúng ta hãy nhớ lại là cái con đường này nó luôn gì nhỉ? Dài và xa, không đơn giản, nên là chúng ta cần phải cố gắng một tí. Thế nhỉ? Và khi mà chúng ta học tiếng Nhật được một chút thời gian, ví dụ như là nửa năm hay là một năm mà cảm thấy chán nản bởi vì học mãi không thấy giỏi lên á, thì chúng ta hãy đem mình ra so sánh với những người học tiếng Nhật là nhiều. Ví dụ học nửa năm so với những người học 2-3 năm thì mình còn quá ít, đúng không? Nhưng những người học 2-3 năm mà so với những người học 10 năm thì thế nào? Quá là ít giỏi, đúng không? Là cái việc học của chúng ta giống như cái con thuyền ấy, đi ngược dòng nước, nó dừng lại ngày nào thì nó tụt. Thế là gì ạ? Các bạn cố gắng nhé, không nên bỏ đấy chứ. Ít nhất nếu mà chúng ta thì nhỉ, chán thì chúng ta ngày nào cũng phải duy trì 30 phút hay là 1 tiếng gì đó, được chưa? Xong thì khi nào lấy lại được tinh thần thì chúng ta hãy thì nhỉ, quay lại, đúng không? Học nhiều hơn 5 tiếng, 7 tiếng mỗi ngày để cho cái quãng đường đi đến thì nhỉ, đi đến đích kia nó trở nên ngắn đi, đúng không nào? Se no, hãy biết là sao? Konnichiwa. Hãy biết là sao? Konnichiwa. Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn nói câu này thì chứng tỏ là các bạn đã từng xem clip của mình. Ok. Các bạn biết cái 7-Eleven này không? 7-Eleven này là cái công việc mà mình làm thêm lần đầu tiên. Có thể các bạn không tin nhưng mà hồi đấy tiếng Nhật là cực kỳ cùi bắp luôn. Nói không hiểu cái gì, khách hỏi là đây em, ví dụ Irashimase, đúng không? Hỏi khách là em cho đồ này vào túi bóng được không? Các bạn biết từ túi bóng là gì ấy nhỉ? Fukuro, đúng không? Em mình hỏi là Fukuro ni iremasu ka? Nhưng mà thực ra đáng ra nó phải là Fukuro ni iremasu ka? Đây mình lại nói là Ofuro ni iremasu ka? Khách quay ra Ofuro. Ofuro nhưng mà kiểu nhìn tên vẫn thấy là ông này người nước ngoài. Muốn cho vào được thì cho, đúng không? Ô đi nhá. Không có chúng ta phải vào. Bao giờ thì bảo ạ? Và sẽ không bảo. Bom đọc có gửi cho một chị ở dưới Hải Phòng này, chị bảo tao vừa mới báo thông báo với các cô giáo ở các trung tâm nhìn tiếng là cũng mua đi về Hải Phòng apply đấy. Thế là các cô giáo bảo tôi chết thằng đấy, nó về thì mình mất hết miếng ăn rồi. Thế là mình sẽ không về. Xin chào mọi người, em có một câu hỏi là em xem video của anh Nghĩa thì anh cũng nói là chúng ta nên chọn một hình mẫu của người Nhật để bắt chước. Hỏi anh thì là em muốn hỏi là chúng ta nên chọn như thế nào để chọn nó?
Nói nó hơi bậy chút, nhưng mà trước tiên là các bạn nam, câu hỏi này nên bỏ qua những cái bộ phim mà không nói nhiều, ok? Không chỉ nói nhiều nhé. Tại sao nhỉ? Bởi vì là hai thầy cô ấy cũng giống như các bạn bây giờ, cũng đang trong quá trình học một môn ngoại ngữ. Đây.